tội nghiệp không? Ăn uống vậy mà hèn gì. Hai người ở ngoài đi vô, tôi tưởng đâu lu nó lăn tới. Hello, xin chào mọi người, quay lại với kênh shop gia đình đông con và cuộc sống ở Việt Nam. Ok mọi người, tối hôm nay em sẽ ăn vặt nha. À, những món ăn vặt rất là hot luôn nha mọi người. Đây là sushi chiên, còn đây là mọi người biết không, rau bạch tuộc nha. Đây, rau bạch tuộc chiên giòn, trời ơi, rất là ok la luôn nha mọi người. Mình sẽ chấm cùng với chén tương ớt siêu cay nha mọi người, cần no, siêu cay luôn. Rất là, cái mùi ớt rất là đậm đà. Ok, trước khi ăn em sẽ uống nước nha. Tối hôm nay em cũng sẽ uống nước lọc. Thiệt là mát lạnh. Ok, và bây giờ xin mời mọi người ăn chung với em nè. Xin mời. Ta-da! Em sẽ có cái cây đọt xúc xích. Đây là xúc xích chiên. Xin mời mọi người. Trắng tươi ớt nè. Nước xích thơm không? Ở đây mấy đại ca nhỏ không mê. Ăn như này đủ ngon nữa chứ. Chén tương ớt á, nó cay nè. Ngon vị đậm đà. Nghe mùi hăng ớt luôn. Ok. Mắt rồi. Một mình em có căng hết một đĩa này. Là hơi bị nhiều nha mọi người. Nó cũng nhiều nè. Ba cây cắp thích. Bốn cái rau bạch tuộc. Siêu to. Bạch tuộc to lắm á. Chiên bọt giòn á. Bọt chiên giòn á. Nên nó sẽ làm cho mình được ăn cái rau bạch tuộc. Chạy thường rau bạch tuộc á. Nó đã lạc nha, nó lạc nha. Nó bọt lên nó sẽ ngon hơn. Giờ mình sẽ ăn thử cái rau bạch tuộc vào nha. Xin mời. Mới chiên lắm hả? Ngon quá. Rất là giòn. Ngon quá. Wow. Thơm nào á. Cái rau bạch tuộc nè. Mọi người cứ thêm chân bọt nè. Ăn nó giòn giòn. Có bạch tuộc. Giòn của bọt nữa. Ngon lắm. Nhưng mà trước khi lên chiên á, mọi người luộc cái đầu bạch tuộc trước nha. Ngon. Sẽ làm những cái luôn. Ăn lắm á. Hết thảy. Cái đầu nó to lắm. Hãy subscribe.
Ủa mình ăn cái đâu mà tụi con. Hấp dẫn không? Này tự nhiên cái kiểu mưa không à? Nghe ngủ quá trời. Phải không? Có bột nữa luôn. Chiên còn nóng bây giờ. Để mình tranh thủ ăn. Để giò không à? Cứ tự ăn không? Hết luôn nha mọi người. Mình ăn quá trời luôn rồi. Lúc trước này sao mà nó thơm lắm. Tuyệt vời. Ăn cảm nhận à. Mùi cái này thơm. Từ ngớt á nó có bị mặn không mà. Vừa mặn vừa cay lắm. Cái này là cái gì ta?
Mm-hmm.